Biore gel chống nắng màng nước dưỡng ẩm, thông tin sản phẩm Biore gel chống nắng màng nước dưỡng ẩm Biore UV Aquaric Watery Gel SPF 50 pa dành cho mặt. Độc quyền từ Biore Outer Skin, màng chắn vi điểm bảo vệ da hoàn hảo mà không gây bết dính. Ngăn tia UV tối ưu, siêu thoáng nhẹ đát phủ cả những điểm siêu nhỏ mà mắt thường không thấy được. 6 ưu điểm khi sử dụng Biore UV Aqua Gel, một chứa phân tử ngậm nước công thức giúp dưỡng ẩm da hai Chứa hyaluronic acid sodium hyaluronic. Sữa tắm, 4. Không thêm màu, 5. Đã kiểm chứng không gây mụn non camdergenic tested, 6. Kiểm nghiệm không gây dị ứng. Thấm nhanh trên da, tạo lớp bảo vệ trong suốt không bị bệt trắng sau khi thoa, có thể dùng như lớp lót trang điểm. Kết hợp tốt với kem nền cho bạn làn da mịn như lụa, hương hoa linh lan trắng, cách dùng, lấy một lượng thích hợp thoa đều trên khắp bề mặt da, tránh tiếp xúc trực tiếp với quần áo, khuyên mặc quần áo sau khi sản phẩm đã khô hoàn toàn. Để đạt hiệu quả tốt nên thoa lại sau khi ra mồ hôi, có thể dùng sản phẩm tẩy trang, sữa rửa mắt hay sữa tắm để làm sạch. Thông tin thương hiệu Biore là thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da Nhật Bản, được sáng lập vào năm 1987 bởi tập đoàn cao danh tiếng. Nguồn gốc tên gọi Biore của thương hiệu chăm sóc da mặt nổi tiếng khắp thế giới này được kết hợp hai từ theo tiếng Nhật chứa đựng hai yếu tố quan trọng với con người. Nếu Bio mang ý nghĩa biểu trưng cho sự sống thì Ore là vàng, nó bao hàm cả vẻ đẹp, sự thông minh. Và tính nguyên bản, không chỉ là dòng mỹ phẩm quen thuộc tại Việt Nam, Biore còn được ưa chuộng ở nhiều nước châu Á khác vì luôn đáp ứng được những nhu cầu khác nhau của phái đẹp trong việc chăm sóc da với các sản phẩm đa dạng về chủng loại. Từ sữa rửa mặt, sữa tắm, sản phẩm tẩy trang, sản phẩm chống nắng đến miếng dán mũi lột mụn. Bạn có thể tham khảo thêm những dòng sản phẩm đa dạng khác tại gian hàng chính hãng Biore Official Store.